Rồi, hello anh em. Thì hôm nay ngày 9 tháng 11 nha anh em. Thì hôm nay thì em sẽ lên clip cho anh em. Thì hôm nay thằng thợ em nó bẫy trên được một con than chuyền cám cứng ngắt luôn nha anh em. Đó, cám cứng ngắt mà lại có bông cánh luôn nha anh em. Đó thì em quay đây nè, này em qua nhà nó em lấy nè anh em. Đó thì để em bắt xuống em kiểm tra nó cho anh em, em quay em kiểm tra cho anh em nha. Than chuyền cám cứng ngắt luôn nha. Đó thì cái này em qua trực tiếp nhà nó để em lấy, nó bẫy được xong cái nó kêu em chạy qua em lấy. Này thì để em kêu anh Tùng ảnh bắt ra quay, để em quay cho anh em xem nha. Đó thì đây thì một phần bên cánh nè, đó có một cọng lông trắng nè anh em thấy không đó. Còn phần bên kia cũng có nha anh em, bên cánh bên đây thì cũng có nha. Đây thì bên đây nó có một cọng nè, nhưng mà nó bị gãy rồi đó, nhưng mà con này thì nó nguyên cọng luôn nha anh em. Đó, nguyên cọng cọng lông trắng luôn nha. Rồi ok anh em, thì con này thì em lấy loại của nó là nó giao cho em á là 500 ngàn nha anh em. Đó thì em để lại cho anh em là 550 luôn. Nhưng mà cái liếng này em có nói chuyện, em quay là lúc em quay là em có nói chuyện được hết nha. Nhưng mà tại vì do dính cái nhạc của cái nhà bên đây á, nó hát á, nên em tắt tiếng, em giờ em lồng tiếng lại nha anh em. Đó thì con này em để cho anh em á là 500 ngàn nha. Ủa 550 nha anh em. Tại vì em lấy lại của thợ là 500 rồi, thì em bán em lại 50 ngàn lấy tiền xăng cho anh em thôi, 550 thôi nha anh em. Rồi ok anh em, thì em sẽ lên tiếp cho anh em một con chim hồng hạnh nha anh em. Đó thì con này thì chim chuyền nuôi lên nha anh em, cám cứng hót rồi, hót hát là ok nha anh em. Đó thì con này em bán cho anh em là 200 ngàn nha anh em. Đó chim chuyền lên rất là dạng luôn. Đó em để kế bên nè, tướng rất là đẹp. Đó thì anh em này anh em về anh em nuôi lồng á, thì nuôi lồng để nghe hót chơi thì ok, hoặc thả AV cũng rất là đẹp nha anh em. Đó cái màu sắc của nó thả AV á, cũng rất là ok. Thì con này chim chuyền thì nó đang trổ ra lông chim già nha anh em. Đó nên anh em về anh em để lồng rồi nè, hoặc là anh em chăm thêm thả AV. Ok, đó thì con này cám rồi, hót rồi nha anh em. Đó thì con này em bán cho anh em là 200 ngàn nha anh em, 200 ngàn. Đó, chim hồng hạnh nha anh em, chim hồng hạnh nha. Còn nếu mà anh em nào mà chưa có nghe được, biết cái tiếng nó hót như thế nào á, thì anh em lên YouTube á, anh em search chim hồng hạnh hót nha. Hót thì cái giọng nó cũng rất là hay nha anh em. Đó, rồi ok, thì con này em bán cho anh em là 200 ngàn, 200 ngàn nha anh em. Rồi thì em sẽ lên tiếp cho anh em một con quả tiễn nha anh em. Đó, quả tiễn nha, con này chim trống nha anh em. Thì con này thì hót ok, hót rồi luôn nha anh em. Đó thì con này thì em mới về được có một con à, chắc khoảng em quay xong clip này chắc khoảng cả 10 11 giờ thì em về được thêm 10 con nữa nha anh em. Đó chim quả tiễn nha, đó con này rất là đẹp nha anh em. Đó quả tiễn thì em bán cho anh em là 200 ngàn một con nha anh em, chim quả tiễn nha. Đó thì con này hót rồi, còn cám thì nó mới nhấp nhấp thôi. Anh em về anh em nhớ tập cám nha. Tập cám thì nó cũng nói chung thì nó cũng tương đối dễ, nó dễ hơn tất cả, nó dễ hơn dòng than với lửa. Dòng này thì anh em cứ bóp chuối với cám á, là nó ăn chuối thì nó nhấp nhấp, cám là nó ăn nha anh em. Đó thì con này em bán cho anh em là 200 ngàn nha anh em, chim quả tiễn nha. Còn nếu nào anh em nào mà mua nhiều á thì lát tầm khoảng 10 giờ 9 10 giờ mấy 11 giờ thì em sẽ về tiếp thêm 10 con nữa, thì em về 10 con hỏa tiễn nè, mấy con tiểu than với được về được hai con tiểu mi nha anh em. Đó rồi ok, thì hỏa tiễn em bán cho anh em là 200 ngàn, 200 ngàn nha anh em, chim rất là đẹp nha. Đó thì con này thì chim đang chỗ là chim già, cái lông đầu không ở phần trên đầu anh em mới thấy còn lông ống xíu nè. Đó rồi ok, thì con này em bán cho anh em là 200 nha, 200 nha anh em. Rồi thì em lên tiếp cho anh em hai con thanh tước Trung Quốc mái nha anh em. Đó thì anh em nhìn hai con này, hai con tước thanh tước mái mà chim chuyền lên nha anh em, nhìn nó hót chơi nó đấu đá nè. Đó thì hai con này em bán cho anh em 150 một con nha anh em.
thành tước mái Trung Quốc nha. Đó, và chim truyền nữa nha anh em. Thì cái này anh em nuôi về nhà, anh em nào con trống rồi á thì anh em nuôi về anh em ghép với nó. Còn nếu mà anh em ấy thì anh em, nếu mà nhà anh em nào chưa có con trống á thì anh em đã quy cũng rất là ok. Mái thì nó vẫn hót nha, nhưng mà nó không có hay bằng trống thôi, chứ hót thì nó vẫn ok. Đó, thì con này em bán cho anh em 150 một con nha, cám luôn rồi nha anh em. Đó, hình thước mái nha anh em, hình thước mái Trung Quốc nên định hai con nè. Còn nếu mà anh em gọi á, anh em báo em thì anh em cứ báo lòng màu xanh hoặc là lòng màu hồng nha anh em. Đó, con nó dễ lắm rồi, ok nha anh em, hai con, một con, hai con nha, hai con trống mái, hai con mái nha anh em. Đó, hai con mái chim truyền thanh tước Trung Quốc, anh em nhìn nè, đấu à. Rồi ok anh em, xem thì anh em thích thì anh em cứ gọi cho em nha. Đó, bây giờ thì em sẽ lên tiếp cho anh em mấy con than nha anh em, mấy con than cắm cứng với mấy con than lõi. Ok, thì em sẽ lên tiếp cho anh em một con than. Con này thì chim con nuôi lên nha anh em. Đó, thì nó đang thay lông. Đó, thì thay lông được tầm khoảng 60-70% rồi nha anh em. Đó, thì con này anh em về chăm lông thả vi hoặc là nuôi để nghe hót chơi thì ok nha. Thì con này thì em nó đang thay lông nhưng mà nó vẫn hót nha anh em. Con này thì hót thì ok nha. Đó, thì con này em bán xả giá cho anh em luôn 500.000 nha anh em, 500.000. Đó, thì con này thì nó bị lộn, nếu mà nó đứng như vậy thì nó không lộn, nhưng mà nếu mà anh em kiểu giống như nó bị quản nó lộn, giống như anh em lại anh em cầm cái lồng á hoặc là anh em đứng gần á, đứng gần nó nhảy á thì nó quản á thì nó mới lộn thôi, còn bình thường nó đứng vậy thì rất ít là khi lộn nha anh em. Đó, thì con này thì chim này thì ăn cám màu ok, hót rồi cũng ok. Đó, thì con này em bán cho anh em là 500.000. Đó, anh em về anh em thả vi hoặc là nuôi ghép sinh sản. Đó, thì ok nha anh em. Còn nếu mà anh em nào mà không đủ, kiểu giống như anh em mua về chủ yếu để nghe hót thôi đó, thì lấy con này cũng ok nha anh em. Đó, thì con này em bán cho anh em là 500.000, chim con nuôi lên nha anh em. Đó, thì con này thì tướng tá nó cũng ok, cũng tạm ổn. Đó, chứ nó chưa phải là hoàn hảo cho lắm nha anh em. Đó, thì con này em bán cho anh em là 500.000. Đó, chim bổ tung nha anh em. Đó, anh em xem anh em thích đó, thì anh em gọi cho em nha. Rồi ok nha anh em. Rồi ok, thì em sẽ lên tiếp cho anh em một con than bổi lõi nha anh em. Thì con này nuôi được 5-6 tháng lòng rồi nha anh em. Đó, thì con này thì cám cứng, hót rồi nha anh em. Đó, thì con này em bán cho anh em là 500.000 nha anh em. Đó, con này thì nuôi được 5-6 tháng lòng rồi, hót rồi luôn nha anh em. Đó, con này thì mẫu dài đòn nha anh em, chứ nó không quá to cũng không quá nhỏ, kiểu trung chim thôi nha. Đó, thì anh em nhìn cái phần họng dưới của nó đen thui luôn nè, là mấy con đó là nó đang có lửa nha anh em. Đó, rồi ok, thì con này em bán cho anh em là 500.000. Con này thì hót ok, cám rồi luôn nha. Đó, với lại con này thì nó có một cái đặc biệt là mỏ này là mỏ hút mật, anh em nhìn cái mỏ đó nha, cong như con hút mật đó, nhưng mà nó vẫn ăn cám đồ ok nha anh em. Đó, rồi thì thường thường mấy cái dòng than á mà nó có cái mỏ hút mật á thì rất là ít gặp nha anh em. Đó, thì mỏ hút mật nhưng mà nó vẫn ăn cám rồi ok nha anh em. Thì con này thì em đã test rồi đó, nó hót rồi, ăn cám rồi cũng ok bình thường, chứ nó không phải là nó ảnh hưởng cái mỏ mà nó không ăn cám được nha anh em. Đó, thì con này em bán cho anh em là 500.000, 500 thôi nha anh em. Đó, chim cám cứng, hót rồi, ok nha. Thì con này thì em đang cọc cánh nha anh em, anh em về thì anh em cứ để cánh như của em vậy nè, anh em cứ để thì thần nó rất là nhanh, thường nó rất là nhanh. Cái thứ hai là nó tránh được cái phát sinh lỗi đó, nó phát sinh lỗi cho anh em. Đó, thì anh em cứ cọc cánh này nè, xong rồi tiếng 2-3 tiếng á, anh em quăng cho nó 1-2 con dế. Đó, anh em quăng cho nó 1-2 con dế thì nó rất là nhanh thường. Thì quăng nhiều lần thì nó sẽ nhớ là có người á, thì nó sẽ có mồi tươi rồi á, thì nó rất là nhanh thường. Đó, thì cái cách đó là cách của bên em thuận á. Đó, thì bên em thấy hiệu quả ok thì em hướng dẫn cho anh em. Đó, cọc cánh xong rồi cứ 2-3 tiếng thì anh em quăng cho nó 1-2 con dế.
Còn cái phần buộc cánh á, thì anh em tắm táp bình thường nha, buộc cánh vẫn tắm bình thường nha anh em. Đó thì anh em tắm từ 7 tới 10 ngày thì tự động nó cổng thun nó sẽ bung ra. Thun á, thì em buộc bằng sợi thun màu vàng vàng mình hay buộc đồ á. Đó thì nó rất là dễ bung, rất là dễ mục. Thì anh em tắm từ 7 tới 10 ngày thì tự động nó sẽ bung. Đó nếu mà nó bung ra nó còn nhét á thì anh em cứ cột tiếp nha anh em. Đó. Rồi ok thì con này em bán cho anh em là 500 ngàn nha anh em. 500 ngàn. Anh em xem mà hợp ý thì anh em cứ gọi cho em nha. Rồi ok nha anh em. Rồi ok anh em thì em lên tiếp cho anh em một con chà mèo nha anh em. Đó thì con này thì được một mùa. Đó, chơi cũng rất là ok. Anh em nhìn nào, nó chơi nè. Em này em kẹp mấy con bổi em thả avi, con bổi trong avi em thả để thay lông đó nha anh em. Anh em nhìn nè. Chơi rất là ok. Đó thì móng bộ đầy đủ không trật lỗi gì hết nha anh em. Đó thì con này thì anh em về anh em châm lên lửa nha anh em thì chơi rất là ok. Con này thì em test rồi hết rồi nha anh em, thì em cũng máng để em test cho anh em chơi đó. Anh em nhìn thấy cái chơi không, thái độ không? Rất là hay luôn. Con này thì chơi sàn cầu rồi rất là ok nha anh em nhìn nè. Đó thì con này thì chim bộ trung thôi nha anh em, chứ chưa phải là bộ to nha. Đó chưa phải là chim vùng miền Bắc nha anh em, vùng Cao Bằng Lạng Sơn nha. Đó anh em nhìn nè, chơi liên tục. Thì hiện tại thì con này thì lửa củi nó cũng có chưa có căng lắm, anh em về anh em châm lửa củi đồ vô nha. Đó thì anh em nhìn cái phần chớp đuôi ở dưới, phía dưới á, phần đít của nó chưa có đỏ, nó chưa có màu, nó còn hơi lọt á, thì anh em cũng biết là cái con chim đó thì lửa nó cũng chưa có căng nhiều. Đó thì anh em về anh em châm lửa, nhưng mà con này thì rất là ok. Đó thì con này em bán cho anh em là 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu nha. Móng bộ đầy đủ không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó thì con này thì gốc mồng dày đó. Đây, để lát em quay sát lại cái phần mồng cho anh em nha. Còn cái này thì em sẽ quay test cái độ chơi của nó cho anh em xem. Đó thì em bán thì em sẽ bao hết. Đó, nó sẽ chơi giống như trên clip này là em quay trực tiếp nha, chứ không phải em cắt ghép hay gì đâu nha anh em. Đó thì để lát em sẽ quay sát lại cho anh em nhìn cái bóng bộ của nó với cái phần chớp mồng của nó nha anh em. Đó thì để cho anh em dễ lựa dễ xem luôn. Đây. Thì con này thì cái độ dạng của nó tầm khoảng 70-80% nha anh em. Đó. Anh em nhìn không? Chơi rất là đẹp. Con này thì anh em về anh em châm lửa mùa sau chơi là ok luôn nha. Còn anh em nào mà mua về mà hốt thì mùa này thì chơi là được rồi. Đó. Đây thì em sẽ quay sát lại cái phần chớp màu với chớp mồng của nó cho phần cái phần màu của nó cho anh em à, anh em xem à. Đó, này em quay rất là kỹ luôn nha anh em. Đây. Cái móng bộ và tật lỗi thì bên em sẽ bao bảo hành cho anh em nên anh em khỏi sợ, và em thì chỉ quay cái phần hình hài móng bộ của nó cho anh em xem nè. Anh em nhìn cái phần mồng rất là đẹp nha anh em. Đó. Rồi ok thì con này em bán cho anh em là 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu nha. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em thì em sẽ lên tiếp cho anh em một con chà mèo tiếp nha. Thì con này thì cũng được một mùa, mới vừa xong lông nha anh em. Đó thì con này thì bộ dài, con này thì dài nha anh em. Đó nhưng mà cái bề to của nó thì nó không bằng được cái con mà lúc đầu em quay 1,5 triệu cho anh em. Đó thì con này thì cũng mới vừa xong lông, lửa thì nó cũng chưa có căng, nó mới vừa nhóm lửa thôi. Đó nhưng mà con này thì chơi nó cũng rất là đẹp, mồng thì chơi thì không bao giờ sụp nha anh em. Đó thì con này em bán cho anh em là 1,000,000 nha anh em, chim là 1,000,000 nha. Đó chim một mùa mới vừa xong lông thì độ dạng cũng tầm 80% nha anh em. Đó thì anh em về anh em châm lên lửa là chơi thôi nha anh em. Đó thì móng bộ rồi đầy đủ, mấy cái móng bộ tật lỗi thì em bao cho anh em. Đó thì em sẽ quay đây em sẽ test cái thái độ chơi chơi nó với cho anh em xem, với lại lát thì em sẽ quay kỹ hơn, em sẽ quay gần hơn để em xem cái mỏng của nó nha anh em. Đó thì con này em bán cho anh em là 1,000,000 nha anh em.
Thì hai con em lên đó, hôm nay thì là chim bổ trung thôi nha anh em, không phải bổ to giống như là chim cao bằng Lạng Sơn đâu nha anh em. Đó rồi, ok, thì con này em bán cho anh em là 1 triệu nha. Thì em sẽ quay sát lại gần cái phần mồng, phần chớp của nó nha, đó phần mào cho anh em xem đây. Đó thì anh em nhìn kỹ nha. Đó thì anh em đúng đúng mẫu, đúng mẫu của anh em á, thì anh em bắt nha. Đó thì con này em bán cho anh em là 1 triệu nha anh em, 1 triệu nha, không trật lỗi gì hết nha anh em. Đó tướng cá rất là ok rồi. Ok thì con này em bán cho anh em là 1 triệu, anh em xem hợp ý thì anh em cứ gọi cho em nha. Rồi ok, thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ em trong suốt thời gian qua, thì cũng xin cảm ơn anh em và xin chào anh em nha. Chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ nha anh em.